Tiếp tục chương trình với những thông tin đang được dư luận xã hội quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa tạm giữ hình sự hai đối tượng Nguyễn Huy Tiến, 33 tuổi, trú tại xã Ea Bờ Hốc, huyện Cư Quỳnh và Đoàn Ngọc Quý, 29 tuổi, trú tại xã Đu huyện Cơ huyện Cờ Rông Anna, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là hơn 1,2 tạ pháo nổ. Trước đó khoảng 5 giờ ngày 27 tháng 11 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, công an thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp với lực lượng của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắc đã yêu cầu dừng xe ô tô biển kiểm soát 47A-55942 đang lưu thông theo hướng từ tỉnh Đắk Nông đến tỉnh Đắk Lắc để kiểm tra. Tài xế là Vũ Công Trọng, 26 tuổi, trú tại xã Eana, huyện Công Na. Trên xe còn có Tiến và Quý. Qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện phía sau cốp xe chở 3 ba bao tải màu đen, bên trong có 76 khối hình hộp chữ nhật, kết quả giám định tất cả số hàng trên là pháo hoa nổ có tổng trọng lượng 126,2 kg. Được biết số pháo này đang trên đường được vận chuyển về thành phố Buôn Ma Thuột với mục đích bán kiếm lời vào dịp Tết Nguyên đán 2024. Sáng nay mùng 4 tháng 12, một vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường sắt đoạn đi qua địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức đã khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 25 phút sáng nay, ngày 4 tháng 12. Vào thời điểm trên, nhân viên gác tàu phát hiện người đàn ông khoảng 56 tuổi đi xe máy đến trạm gác. Lúc này tàu số hiệu SE5 chạy hướng Bắc Nam đang chạy đến, bất ngờ người đàn ông để lại xe máy rồi lao vào giữa đường dây phát hiện sự việc nữ nhân viên các tàu ra sức cản và báo hiệu cho lái tàu nhưng bất thành, cú va chạm mạnh làm người đàn ông trên tử vong tại chỗ. Ngay khi vụ việc xảy ra, công an thành phố Thủ Đức phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường tổ chức khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc. Hôm nay mùng 4 tháng 12, Công an quận Tân Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan cho biết vẫn đang tiếp tục truy bắt một nam thanh niên nghi cướp tiệm vàng trên đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 3 tháng 12, một số người dân sống trên đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, nghe tiếng chi hô cướp của chủ một tiệm vàng. Người này chạy ra thì thấy một nam thanh niên đi xe máy, bỏ chạy về hướng đường Hoàng Sa, quận Tân Bình, trên tay còn cầm theo một vật giống súng. Một lúc sau, lực lượng chức năng nhận tin báo đã đến tiệm vàng để tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện lực lượng chức năng quận Tân Bình vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan công an thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương truy bắt người này để điều tra làm rõ. Những ngày gần đây tại xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam bất ngờ xuất hiện một số con khỉ hung hãn tấn công khiến ba người bị thương, cắn chết nhiều vật nuôi. Theo đó, Ủy ban nhân dân xã Quế Mỹ nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một con khỉ nặng khoảng 8 kg vào vườn nhà, tấn công làm người dân bị thương. Đến ngày 3 tháng 12, người dân tiếp tục phát hiện một con khỉ khác to hơn. Theo người dân xã Quế Mỹ, chỉ trong vài ngày qua, những con khỉ này đã tấn công, cào cắn, khiến ba người dân địa phương bị thương và cắn chết bốn con chó. Trong đó, một người phụ nữ bị thương đã phải may 15 mũi, một người đàn ông bị khỉ cắn đứt động mạch đùi phải chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu điều trị. Ủy ban Nhân dân xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đã báo cáo lên hạt kiểm lâm Trung Quảng Nam và Ủy ban Nhân dân huyện Quế Sơn để cố hướng xử lý xã quế sơn khuyến cáo người dân luôn cảnh giác đề phòng không nên chọc gẹo bẫy bắn các cá thể khỉ này